sương sớm rơi bên đồi, hoa thắm nồng vui đàn bướm trắng, rừng xanh đang hòa ca ô kìa nắng lung linh cười. Cùng gắng công ta trồng cho những mầm xanh được lớn mãi, ngàn hoa tươi giữa rừng long lanh sắc hồng xiết bao tuyệt vời. Kìa chim non dịu dàng ngót mừng, nhịp đôi chân trên cành lá rừng, hơi hát lời yêu thương xin đừng khóc than âu sầu. Phát biểu gì coi hèn, phát biểu gì coi. Để anh phải quay. Còn biết ổn mà, ổn có xuống gặp ổn rồi. Nói hèn, anh hèn nói đi, Nguyễn nói hèn. Nói đi. Không nghĩ gì đi Vĩnh Châu sao đó. Ờ, không đi qua bên ngoài gì đó, nói đi. Mày lên núi à? Để tôi gắn mày. Hay đi lên núi không cãi chuyện với biển đó. Đúng rồi đó. Để chuyện gắn ô mày mà Thiên Khánh Sơn nói đi Hiền. Ờ, anh Thiện. 13 tháng 5 năm Kỷ Hợi. Hiền cũng nghe lại mỏng vậy. Ngày gì bất ngờ. 13 lên núi. Xin chào đồng. Dạ. Dạ. Rồi cái đó tôi không có ghi không. Rồi. Rồi chúc chuyến đi gì đó. Rồi. Tốt lắm. Rồi vỗ tay anh Nam, vỗ tay lớn lên. Ồ, cảm ơn anh em nhiều. Rồi tới quay qua MC chứ đó. Thôi tôi khỏi, tôi không bộ qua. Rồi đi qua để đi biển là đã đủ để đi biển nè. Về bên này đi với Vĩnh Châu để đi Vĩnh Châu. Rồi chúng ta sẽ Thanh Sơn gửi qua để cho ở đây bốn chỗ đi không. Hỏi ông Vĩnh Sơn sao nó chẳng có tiền tử. Mà tôi hỏi anh dùng bảy bảy núi bây giờ anh nhớ về mấy sơn anh kể tôi lại nghe coi anh Nam hả sai bảy bảy núi gì Thiên Khánh Sơn là núi gì anh kể luôn anh dành ngợt kể coi anh Nam hôm nay mình đi về dùng bảy núi mà đi bà ha nè thôi qua bên đây ngồi rồi làm đi. Quả đường sơn là sáu núi. Về quay lên trong tay quay qua đây lúc lúc rồi. Cái này là anh Nam nói chuyện mà anh Nam. không ý cái của Úc quê cô Úc mình đó là cô Úc là ba má cô Úc á là ở đâu mình nói đây ở đó là nhà gần đó không thì ngay chân nhà của cậu cư hồi đó của ông ngoại bà ngoại đó
ngay đó luôn hả? Dạ ngay đó, nhà mà cắt sầu đó. Dạ. Ngay chân đó. Ông ngoại, bà ngoại tôi còn cái gia đình đó thì ông nội bà nội. Bây giờ ai thờ ông ngoại ngoại cô? Là cậu Bằng đó. Thờ ông ngoại bà ngoại nhà cô đó. Cô. Nhà mới cất đó cậu. Dạ. Ba mẹ, ba mẹ đúng rồi. Đám dỗ bà con rồi ngày nào cũng nhớ thôi. Cũng nhớ đám dỗ ở chỉnh ngày nào cũng nhớ thôi. Đâu cô kể coi. Gọi là cô dỗ bà ngoại tôi thì 3 năm là cậu. Đám dỗ bà ngoại thì ngay ngày lễ quan lương đẳng 28 tháng 8. Cô hai sâu ơi bên dòng sông vẫn cô có buồn. Ngoài là người gần ngày tôi không ạ. Trên đường về quê hương thật ngày là đẹp miền quê tươi sáng trói vươn lên xóm nghèo ấm êm bao cuộc đời nắng vươn lên rồi tươi sáng chân trời chào niềm vui. Sao cái vụ đó sao mày kể lên đi. Chắc đó lên đầu. Do bị lỗi không đúng hoàng quá chắc. Bây giờ ông mét vợ không bây giờ. Ngoài kia là đồng phong vương hoa mới bên lý tre xanh là nghiến hai xưa và đây là dòng sông ta luôn em sẽ bóng chung đời như ngày ông anh sẽ đưa em sang rời cùng mấy tăng tôi anh
Còn ai đây chờ nữa không em, còn ai giận hờn nữa không em, thôi hãy theo anh men lối ăn năn, ta quát cơn mê cùng dắt nhau về. Nhưng mà kế hoạch có tính thêm gì nữa không anh? Đi trả thù anh Nam. Có giờ đợi là anh Nam bữa nào lại ngay chỗ đó trả thù anh Nam ơi.
Yeah.
cảm nghĩ gì hôm nay? Nghĩ hả? Nghĩ hôm nay đi cúng bà là quá vui. Rồi giờ rồi hút đi hút đi hôm nay. Nói chuyện em cho bác tôi. Không mấy rồi, không mấy rồi rồi dính rồi dính rồi. Hiện nay anh em đang từ từ bước xuống để đi bước xuống xà đài. Về châu đông em mua nhân ấm áp người đi khi mấy lâu xa nhà. Dòng sông ươn theo con nước ngược xuôi, ngọt ngào yêu thương câu hát đậm đà đôi môi. Về châu đông nghe em hát khúc dân ca, náo nức người đi qua núi Sam Dê Ba. Nụ cười đưa duyên trong ánh nắng chiều nghiêng, em gái thẹn cùng trong điệu lý giao duyên. Nghe một khúc dân ca cho nhớ thương người xa. Châu Đốc ơi ngài về, câu hẹn thề thủy chung. Bông nở tím ven sông, nhớ thương ngập lòng môi tình đẹp mơn mòn. Rồi đâu đó nghe ai hát khúc dân ca, để những người đi luôn nhớ thương quê nhà. Làm sao quên câu hát lý phương xa, sao xuyến bên lòng nhớ hoài khúc dân. Đậm đà đôi môi. Về châu Đốc nghe em hát khúc dân ca, náo nức người đi qua núi Sam Dê Ba. Nụ cười đưa duyên trong ánh nắng chiều nghiêng, em gắng thẹn cùng trong điệu lý giao duyên. Nghe một khúc dân ca cho nhớ thương người xa. Châu Đốc ơi ngài về, câu hẹn thề thủy chung. Bông nở tím ven sông, đâu đó ai chờ mong. Cho nhớ thương ngập lòng, môi tình đẹp mơn mòn. Rồi đâu đó nghe ai hát khúc dân ca, để những người đi luôn nhớ thương quê nhà. Làm sao quên câu hát lý phương xa, sao xuyến bên lòng nhớ hoài khúc dân ca. Sao quên câu hát lý phương xa, sao xuyến bên lòng nhớ hoài khúc dân ca. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về thăm châu đốc quê hương nàng, lúa thơm ngọt ngào nguyên đất phù sa. Mùa vía bà người đông như hội, áo mới gọi mời thương nắng tháo tươi. Qua cổ kim lưu luyến con đò, núi sam hình hồ đôi lứa mùa trăng. Đàn sáo về làm duyên trong nắng, thủy chung màu nồng bông trắng. Vậy ông năm nay 94 hả? Ông năm nay nhiêu? Gì đó hả? Wow. Ông tuổi gì? Ông tuổi con gì? Biết đâu nghe đâu. Biết. Thấy ông khỏe quá ha. Chiều nào hẹn thề đồng xanh bạc lá. Không biết không? Câu hát chung tình mai mối. Bỏ tốn kỹ nữa 500 ngàn. Rồi rồi rồi. Châu đốc bớt nhạc. Tình mình ngọt ngào hương quê đậm thắm. Lòng anh xót xuyên lưu luyến nơi này. 94 94 tuổi rồi đó. Nhìn mưa té té luôn ngủ, thầy gió thành té té luôn ngủ. Để sống mà anh em mùa lão nào không? Bye bye không? Bye bye, bye bye. Lên chưa? Thương em châu đông ly nàng ơi, làng bè bên sông đêm rằm trăng sáng, anh mến thương nàng, nàng có hay không? Thương em châu đốc ly nàng ơi, chiều nào hẹn thề bên kinh Vĩnh Thế đồng xanh bạc ngang. Đầm thắm lòng anh xót xuyến lưu luyến nơi này. Thương em gia đình gửi biếu bà 500. Dạ, chúc bà mạnh khỏe. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 100 tuổi hả? 100 tuổi rồi, mất dậu rồi. Chúc bà mạnh khỏe nha. Dạ. Dạ. Dạ, dạ, chúc bà giữ gìn sức khỏe. Qua Mỹ Tân Châu anh tơ lụa vàng, vàng trong mắt ai tiếng cười lạ lời buông dài. Chiều ơi chiều dặn câu hò lơ, mãi mê đầm sâu xứ lùa Tân Châu. Thủy chung thoáng hương dâu chiều hồn, dáng người ươm tơ mỹ miều. Từ đáy sâu mắt lùa nhớ thương đắm chìm nơi
Ai tương tư xuôi ngược đó sang bên này đảo điên lòng tôi. Người ơi niềm say mắc lùa về Tân Châu bên nước quê em chắc ẩn duyên tình xứ lùa miền Tây trái sâu lòng tôi. Từ khi bé hương thầm sắc son duyên phần hẹn nhau trên bến tương qua mỹ Tân Châu dân dương lúa đào người trao nhớ thương mắt tìm dáng xưa u hoài vàng ướm chiều sắc pha lúa tơ giữa mấy ngàn bay nắng nhẹ nhẹ dương bên mê nắng lướt trên sông chiều thoáng người cùng thôn vũ lùa người có hay tiếng lòng dân dương thấm đường tình quê. Tân Châu anh tơ lụa vàng vàng trong mắt ai tiếng cười lạ lời buông dài chiều ơi chiều dặn câu hò lơ mãi bê đầm sâu xứ lụa Tân Châu thủy chung thoáng hương dâu chiều hồn dáng người ươm tơ mỹ miều từ đáy sâu mắt lụa nhớ thương đắm chìm nở duyên ai tương tư xuôi ngược đó sang bên này đảo điên lòng tôi. Người ơi niềm say mắc lùa về Tân Châu bên nước quê em chắc ẩn duyên tình xứ lùa miền Tây trái sâu lòng tôi. Từ khi bé hương thầm sắc son duyên phần hẹn nhau trên bến tương qua mỹ Tân Châu dân dương lúa đào người trao nhớ thương mắt tìm dáng xưa u hoài vàng ướm chiều sắc pha lụa tơ giữa mấy ngàn bay nắng nhẹ nhẹ dương bên mê nắng lướt trên sông chiều thoáng người cùng thôn vũ lùa người có hay tiếng lòng dân dương thăm đường tình quê. Thoáng người cùng thôn vũ lùa người có hay tiếng lòng dân dương thăm đường tình quê. Cơm. Đi, đi, về quê ngoại của má con. Ủa có nhậu nữa hả? Ủa đây ăn. Quê ngoại của bà ngoại. Ok, năm vụ để ăn. Đầu con hứa kêu con kể vậy chứ hả? À, con kể vụ canh cái gì đó. Nhỏ gạo đó, nhỏ cây tâm đó. Không, con vô đây ăn. Mày dòm đi ra, mày dòm có không mộng giờ mà coi gì dân dạ, dạ cô để đi, yên tâm đi, con dòm mà. Mộng biết gì dân không? Bà trời ơi, chị dân biết nhiều sao? Bà dặn tôi đó, bà biết cái cổng tràm đỏ nữa. Đi hả? Tôi nói sao mày không ở trần cho tao nhìn về đây. Trình bày mẫu chuyện. Mày chị rồi, chứ không mày nha ai. Mày quỷ gì nữa rồi. Chị tám đó mà, kêu gì? Chị Giang là chị tám rồi còn Phúc có sao lưng nhóc cho người nữa hả? Kè bên tay phải có hai người, một nam đó, một nữ. Đó, đứng đó. Chị bà, cậu nam
đây. Đó đó. Dẫn ngựa mà đây. Đây đây là người đẹp trong đám đây. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Cậu chị sao qua được? Đi vào mình bắt đường ra giờ mình thấy. Chị bà cậu đang muốn đến bên tay trái thì giờ kiếm quại. Đây là người làm ra là thấy tiền. Mình nói hả? Câu chuyện này dữ dội công chuyện nha. Câu Nam, câu chuyện này cỡ câu chuyện vốn chưa hết lời không? Nó bị lâu lên. Đi khám bác sĩ tâm lý. Nhưng mà vô đó là lịch sự lắm. Có cái bọn điều dưỡng tôi lấy giấy cái viết viết hả? Viết tắt viết gì? Hai bệnh là đem vô đưa bác sĩ. Cái lên này là viết qua chữ L, viết lắm. Vô đưa cái con nhỏ y tá ra cầm bốn chữ L. Nó bộ có thuốc men giả phải không? Bác sĩ nói với ông là cái bệnh này bác sĩ cũng có bị như ông mà. Nhưng mà đi theo vậy nè. Là hết bệnh. Sao mà kỳ cục quá, bác sĩ cũng bệnh mà bệnh sao cũng có thuốc men lại tôi viết ba viết lờ giả không hiểu mà sao hiểu ba chữ lờ viết tắt là lông lên lắm phải không? À, đúng rồi không viết sao bốn chữ là sao? Lại ông đã ông không phải ông quay ở đâu không khỏi thuốc hay quá ông kiếm chiếc tắt mà tôi viết ba chữ ông đẩy ra bốn chữ là sao nó lộn ra lên qua rồi rồi hết tiền rồi quay gì nữa hỏi nó quay còn thể dài dài còn nhiều dữ lắm nhiều câu chuyện mẹ chịu uống hết hả sao mà bác sĩ cũng bị gì làm gì đó mà ông không có chiếc tắt thì ông chỉ là ông mà sao ông viết bốn chữ L là cái gì nữa không? Mà tại sao ông viết ra? Thì ông viết, phải ông viết phát cho ông hai đó. Đồng hành, cái dịch lên cho lòng bên cậu. Dạ. Cháu nội của ông Úc. Từ qua đường kia. Mặt này nè. Như đẹp mặt này. Ông đông đi cứ không mình đâu bị ngẫm đâu. Nó hỏi ông Giang. Gọng kính nào một bên có 5 tấc đó. Không gì lên đây là gọng lắm. Bên trái nha. Nó quay đi nè. Đây giống con kia nó bình thường cửa hoặc đi không hợp rồi không. Còn có 1, 6, 2, 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 Bình Thần, Củ Vĩnh Xuyên. Vĩnh Xuyên. Khi mùa xuân tươi thắm đến đây với em và anh. Ngàn hoa khoe tươi khoe sắc đêm như trò chơi niềm nói cho lòng say đắm trời mây ước mơ cho nhau trường đời trời gió dí dí thầm áo em sắc hồng môi em hương 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 Tới xưa xuân trường hãy đưa bông bông vườn vườn ngân ngờ biết nói gì nức nở vẻ
không xa. Là anh Hiền ăn nãy giờ no không? Lát khỏi ăn nữa ha. Ơi cầu đó đó. Trời ơi, rồi qua cái gì tụi bỏ chiếu rồi. Qua cái xe này kẹt xe này. Xe nó dướng rồi. Dướng chiếc xe mang đi bơi nè. Ờ, đâu nó quẹt quá. Ờ, vậy giờ chú nhạc cho nó ổng đậu đi. Ừ. Nếu mà nó nói rồi thì này dướng ổng. Xong rồi đó. Ừ. Ở trên đó nó chút xíu cho cái mình. Bàn tay gầy.
lại ôm. Anh đóng sách em pha trà trước hiên nhà trông thêm những khóm hoa thắm khoe sắc ngày mong muốn quay lại những tháng năm thời mình vô tư. Anh sẽ ôm em vào lòng nhẹ nhàng thôi, những điều van nồng nàn như trước nhạc vang thật chậm thôi. Cho chiều nhẹ trôi, mình đứng giữa mái hiên nghe thời gian quay về. Sâu lắng như đêm dài, đời cần lao khoát lên mình trai. Hoàng hôn phai nắng, chân trời xa vắng, còn đâu tiếng kêu buồn. Chiều ta mênh sáng sớm tiêu điều, người buồn ưu uất ôm tình cần lao quát lên mình trai. Hoàng hôn phai nắng, chân trời xa vắng, còn đâu tiếng kêu buồn. Chiều ta mênh không anh lý che
Di Đà Phật. Kính thưa cô bác anh chị em kính mến, hôm nay cũng là ngày chánh kỷ niệm của bà ngoại chúng tôi là tình chồng đi được đã quá giảng, hôm nay là ngày chánh kỷ niệm. Chị là gia đình của chị Lê Thị Bé, có vợ chồng con của chị là Trần Chính và Võ Hồng Điệp, đã tài trợ tiền bạc cất được ngôi nhà này. Hôm nay các cháu từ bên Mỹ về đây để cúng lại ngay ngày giỗ của quyền thất tổ ông bà cũng chứng minh. Vì kính mời tất cả thân tâm trang nghiêm để hướng về ngôi của quyền cũng để. Kính mời tất cả hướng về Hồng Ân Tam Bảo về chân dung của thầy cũng để ba. Kính mời tất cả soi ra bằng thân thiền. Kính mời tất cả xá ba. Tiền bon cũng nhỏ. Nhỏ bon. Cúi kính dương hương trước cửa quyền cầu trên thất tổ kính lòng. Hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm Kỷ Hợi. Chúng con đồng thành tâm cung thỉnh cửa quyền thất tổ ông bà và vong linh của cụ bà Trần Thị Được quá giảng. Nay là ngày chánh kỷ niệm. Nhờ ơn Đức Phật từ bi gia hộ độ. Chúng con thất tổ và người quá giảng về để tỏ lòng hiếu thảo của thầy cô. Thank you.
cầu nguyện vừa sau đến mọi tất cả hướng nghiệp năng của người thân trên ba mời tất cả hướng về hồng ân tam bảo để kinh nghiệm
xa lắc lờ. Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tình. Anh xin mời em đi về quê anh một lần thôi, nơi anh chờ đợi ngoài rơi đồi. Bao năm vất vả nắng mưa xưa. Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa. Hôm nay anh về dựng lại hàng cao tháng năm dài dầu cằn cỗi từ lâu. Cho anh sống lại tuổi thơ đang về ra mắt trời. Em vui như con khi mặt trời. Con chim xinh xinh nói chuyện cạnh bên xuống đầu sau nghe yêu dấu. Em thương nhiều không lúc ngoài đã cần vì thời gian quên nhau đời đời cầu hoa của tôi. Anh vui sống lại đi diễn ở đây đúng không? Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước chảy êm đềm. Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa. Hôm nay anh về dừng lại hàng cao tháng năm dài dầu cằn cỗi. Con chim xinh xinh nói chuyện cạnh bên xuống đầu sau hè uống dừa. Em thương nhiều không lúc ngoài đã còn nhìn thấy em quê hương đời đời câu hát ngọt lời. Anh vui sống lại đó từ lên đây là bốn bộ nấu canh chua lương với bánh chuối là ngọt nó liền là với phải thiếu một lương mới nói là cố là cố lại thì cái chai á đó là em muốn này được không? Ủa để tôi hỏi hỏi lại đây nấu kéo lắm không có xương. Thank you.
Thank you.
An Giang, nước non thanh bình, hát câu con tình. Về An Giang, về miền sông nước mơ, đàn cá tung tăng mênh mông sông Hậu, sông Tiền. Ơi hò ơi, An Giang, đất lành trái ngọt ngơ, thành phố Long Xuyên, xuân sao sắc thắm. Nhớ thương đầy dây dây. Ơi họ ơi, chiều đi bên em. Ở đây là anh Nam nổi tiếng nhất rồi nha. Mẹ An Giang, năm nay giờ con không có biết anh tình nhất. Tôi phải hỏi anh á, An Giang nồng nồng bao la tuổi thơ, lắng trong câu hò. Ngày nào tháng nào rồi cô? Yeah.
tôi xin nhân gửi đôi lời. Mùa lúa vàng hương thơm bạc ngàn, cho tôi gửi đôi lời tình thương. Anh trai miền Tây, cô gái miền Tây, ai cũng xin tanh nết thật thà. Đến ngày rằm 15 tháng 9, ánh trăng vàng soi bóng tình ta. Hò hò ơi, nhớ lắm miền Tây ơi, nếu ai có về miền Tây yêu dấu, nhớ ghé lại châu Đốc An vàng. Mùa nước lên cá linh rất nhiều, thưởng thức liền trên cánh đồng cỏ bay thẳng cánh. Núi danh là bảy núi An Giang, nhớ đi lên thắp hương chùa Ba đứng danh lời gặp nhiều cơ mà. Về thăm quê miền Tây, cho tôi xin nhân gửi đôi lời. Mùa lúa vàng hương thơm bạc ngàn, cho tôi gửi đôi lời tình thương. Anh trai miền Tây, cô gái miền Tây, ai cũng xin tanh nết thật thà. Đến ngày rằm 15 tháng 9, ánh trăng vàng soi bóng tình ta. Hò hò ơi, nhớ lắm miền Tây ơi, nếu ai có về miền Tây yêu dấu, nhớ ghé lại châu Đốc An vàng. Mùa nước lên cá linh rất nhiều, thưởng thức liền cá nấu canh chua. Trên cánh đồng cỏ bay thẳng cánh, núi danh là bảy núi An Giang, nhớ đi lên thắp hương chùa Ba được danh lời gặp nhiều cơ may. Hò hò ơi, nhớ lắm miền Tây ơi, nếu ai có về miền Tây yêu dấu, nhớ ghé lại châu Đốc An Giang. Mùa nước lên cá linh rất nhiều, thưởng thức liền cá nấu canh chua. Hò hò ơi, châu Đốc miền đất tôi, khắp trên cánh đồng cỏ bay thẳng cánh, núi danh là bảy núi An Giang, nhớ đi lên thắp hương chùa Ba được danh lời gặp nhiều cơ may. Nhớ đi lên thắp hương chùa Ba được danh lời gặp nhiều cơ may. Xum xuê bóng cây dừa xanh mát che con đường ta về.
dòng sông nước dâng cao tràn mập mè, lòng vui lâng lâng biết bao thâm tình chốn quê. Cầu tre lắc léo đông đưa, mình đi trong nắng ban trưa, hay trong lòng ôi biết bao niềm vui dâng tràn dạt dào. Về thăm cô sáu, cô bà tư, chú tám, anh năm, mừng vui chan chứa nó sâu cho càng tình thương xóm làng. Mình cùng đi ngắm xem cánh đồng lúa chín trước lê kỳ yên trong gian xa rền bên đình. Mình cùng đi dưới trăng trên xuồng ba la dần trên sông quê thoáng đưa câu hò thiết tha. Kìa trên đê phất phơ bao tà áo cưới, ngắm xem nàng dâu áo qua e thẹn mỉm cười. Lòng vui theo nỗi vui hò hàng trai gái, mà ngờ cô dâu đó không ai ngoài chính dâng lên sắc
Ai về An Giang quê em, dưới dòng sông mát rượi, đồng lúa bát ngát mênh mông, tươi tắm thảm nhung dài. Có rừng cây núi cao tím tô, đức mẹ muôn đời đẹp xinh. Không có lấy cái này làm bằng chứng, là bằng chứng, là bằng chứng. Qua tôi lấy bằng chứng. Anh đi mà có chỗ đầu không anh đi? Ăn cơm phần hay là cái gì cũng được luôn thôi. Ăn phải có nào. Cơm phần hay là ăn cơm tiếu mà. Nhớ mà cơm phần hay là ăn mà miếng gà. Đó, là cái bán về. Ghé cho bà xuống viên chỗ lên. Rồi vậy ghé đó ai có ăn cơm ăn không biết là ăn. Dạ chỗ nào ngon ngon xin thẳng chi thôi. Vỗ ăn miếng gà không? Cơm phần hay chỉ có ăn cơm có ẩm không? Sao không ăn tất tiền ở đây là ăn đồng cơm đó là miếng thì cơm gà gà nướng không thì ăn chứ ăn cái gà gà nướng cũng được ăn mua cho mấy nhỏ về ăn chứ là hướng dương đó hướng dương anh đi. Tôi vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay tôi vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, sách ba lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn phá. Không gian giam cầm ta trong những ưu tư mỗi ngày. Đón lấy thế giới.
dưới tôi đang nhìn kìa trông ra đằng xa xa ba bốn anh đang dốc trâu ra đồng kìa trường tóc đèn lanh đanh bóng cá tươi ba ngư dân cười vui kìa có em đang trung du trên núi cao đôi má anh hồng đào kìa sông phong dương hoang vu mang nét riêng không nơi đâu xanh bằng ôi Việt Nam. Hôm nay tôi mới biết đám cưới chốn thôn quê mừng nhau ba đêm vẫn chưa hết. Hôm nay tôi mới biết những vách núi treo leo chợ khuya Sapa tỉnh Lai Lang. Hôm nay tôi mới biết lúa nếp gói cơm lam ngọt thơm hương Tây Bắc. Hôm nay tôi mới biết mái ngói vách tranh xưa giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn xách ba lô lên và đi không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe cất hết bao nỗi buồn phá không gian giam cầm ta trong những vườn. Cười vui kìa có em mình chung xuống.